một lít đó chú. Hết chai đó đủ lít à? Đủ không? Đủ. Con máy nhỏ châm châm chưa lại chút. Máy nhỏ châm chưa lại. Máy này châm vừa đầy luôn. Nó chế cho máy xăng là vừa luôn à? Con ga 16 nữa có đèn mà con, chỉ 5 triệu 9 thôi. Bảo hành 6 tháng luôn. Giá chỉ có lại cửa hàng nông cơ Sóc Trăng thôi đó. Con heo lẫy không chứ? Dạ. Nó có 200 ngàn thôi. Yeah. 200 ngàn rồi đăng ký rồi. Đi 500 ngàn. Tới miệng rồi đó. Tới miệng thôi. Trời, tràn miệng luôn á. Ơi. Chút xíu nó chạm miệng rồi. Tới rồi. Có xăng chưa? Hỏi là xăng phải không? Phải hút rồi luôn. Hút rồi luôn à? Hút xe à? Đưa ra nó chịu. Nào đi chợ. Để mình về thứ hai. Có bạn chơi đất này. Mà sao lưng kìa. Bình nhỏ mình kiếm mấy con nãy giờ không gặp, không kiếm mua bỏ đâu luôn. Dạ. Có để ở đây mà. Đủ mà mỏi vô. Tới nó sạc ở chỗ đó con. Có sạc chỗ đó. Có không kìa. Không có lại. Có lại. Có bọc. Nhật đặt. Đây đây đây. Nhật đặt. Mở tắt kìa chưa. Để sang ngoài cái đây. Để cái hầm này tiếp nha. Ừ. Anh cũng chưa nghe. Ủa dạ. Sáu nữa ha. Chặt qua nhịn nha.
bà con cái con ông cơ xăng quên ga 16 rưỡi có đề nha. 16 rưỡi có đề có 5,9 bà con ơi. Bảo hành 6 tháng luôn. Đó đi có học chỗ á. Bảo hành 6 tháng nè. Có đề luôn 16 ngựa. Chỉ 5,9 thôi. Quên ga. Mẫu rất là đẹp nha nè. Bảo hành 6 tháng luôn. Quên ga 16 ngựa. Dòng này thì ok, quá mạnh rồi. Chỉ 5,9 thôi bà con ơi. Có đề 5,9. Cốc đề, cốc sạc đầy đủ luôn, có sạc luôn nè. Có kích sạc trong đây luôn bà con ơi. Đây đúng rồi, sạc đây luôn. Đầy đủ nha. 5,9 có đề. Con ga 16 nữa. Đẹp 6 ngựa chỉ 5,9 thôi. Bảo hành bà con nửa năm luôn. Mẫu rất là đẹp. Trọng lượng khoảng 35 kg. Trọng lượng nó khoảng 35 kg. Có ô khóa đè rất ngon bà con. Đè dặn ở đây thôi. Mẫu mã rồi, ok quá đi. Quanh ra 16 ngựa.